Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, với khả năng kết nối, lan tỏa thông tin nhanh chóng, rộng khắp, lại có tính tương tác cao, mạng xã hội đang được sử dụng rất rộng rãi ở nước ta. Bất kỳ ai chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một máy tính bảng hay máy tính cá nhân có kết nối Internet đều có thể tham gia vào mạng xã hội. Bên cạnh những tiện ích vô cùng to lớn mà mạng xã hội mang lại cho người dùng thì không thể không nói tới những mặt trái của mạng xã hội hiện nay. Trong chương trình Nhận diện sự thật này, với sự tham gia của Thượng tá Chu Đại Thông, Phó trưởng Phòng An ninh Thông tin mạng, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, chúng ta sẽ cùng nhận diện về những mặt trái của mạng xã hội đối với người dùng. Xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình Nhận diện sự thật của chúng tôi. Xin chào đồng chí. Và trước khi cùng bắt đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn sau đây. Những buổi livestream bán vải, livestream bán dưa, bán dứa trên mạng xã hội như thế này đã giúp cho người nông dân ở vùng tâm dịch Bắc Giang tiêu thụ được nông sản với giá thành tốt ngay trong giai đoạn phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, đồng thời góp phần đảm bảo cho chuỗi cung cầu không bị đứt gãy. Các hoạt động kết nối cộng đồng, chia sẻ với vùng tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh cũng được thúc đẩy và lan tỏa mạnh mẽ nhờ những bài viết, những video trên không gian mạng. Từ đó tạo sự kết nối để muôn trái tim cùng hướng về vùng tâm dịch bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần tạo thêm nguồn lực giúp chính quyền và lực lượng chức năng nơi tuyến đầu chống dịch, cùng nhân dân vùng tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh thêm quyết tâm đẩy lùi và dập tắt dịch bệnh, sớm mang lại cuộc sống bình yên cho cộng đồng. Không thể kể hết những tiện ích vô cùng to lớn mà mạng xã hội đã và đang mang lại cho cuộc sống. Nhất là với những người trẻ ở Việt Nam, thì tham gia các mạng xã hội như Facebook, YouTube, Instagram, Zalo đã là một phần không thể thiếu trong các hoạt động hàng ngày. Bởi ở trên đó, chỉ với một vài thao tác đơn giản, họ đã nhận được những thông tin cập nhật kịp thời về mọi lĩnh vực, mọi vấn đề mà họ quan tâm theo dõi. Qua đó giúp họ có thể nâng cao được tri thức, nắm bắt được các xu hướng của đời sống, phục vụ cho công việc của mình, nhất là trong lĩnh vực khởi nghiệp. Rất nhiều người đã thành công nhờ phát huy được thế mạnh của mạng xã hội. Không những thế, với nền tảng số, mạng xã hội còn cho phép người dùng dễ dàng kết nối, tương tác với bạn bè, gia đình, cộng đồng để chia sẻ tình cảm, niềm vui, nỗi buồn. Nhờ những tiện ích này mà sự tham gia của cá nhân vào các công việc chung của cộng đồng cũng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Tôi thường xuyên sử dụng mạng xã hội, ví dụ như là tôi sử dụng Facebook hoặc là các trang mạng như Instagram hoặc là Twitter. Mình thì cũng dùng khá nhiều thời gian để sử dụng mạng xã hội. Chúng ta biết rằng là cái vai trò và cái tác dụng của các cái nền tảng mạng xã hội của Internet đối với đời sống xã hội là vô cùng lớn. Nó tạo sự kết nối giữa con người với con người, giữa các thực thể trong xã hội một cách nhanh chóng, kịp thời, đa dạng, phong phú. Và qua đó nó không chỉ đáp ứng cho các nhu cầu của đời sống của mỗi con người, mỗi thực thể, mà nó còn tạo mọi điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia, của các cơ quan, các tổ chức và của mỗi công dân. Đấy chính là cái lợi ích rất lớn. Thưa đồng chí, qua clip trên có thể thấy hiện nay mạng xã hội đang được sử dụng rất rộng rãi ở Việt Nam bởi những tiện ích to lớn mà nó mang lại. Vậy thì đồng chí có thể cho biết về số lượng người sử dụng cũng như là những tiện ích mà nó mang lại cho cộng đồng, đặc biệt là trong thời kỳ bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay. Vâng, thưa đồng chí, theo số liệu thống kê thì tính đến năm tháng 1 năm 2021 thì dân số Việt Nam vào khoảng 97,75 triệu người. Trong đó có 68,72 triệu người dùng Internet, chiếm 70,3% dân số và tăng 0,8% so với năm 2020. Cũng theo thống kê năm 2020, thì các ứng dụng liên quan đến mạng xã hội, giải trí, trò chuyện trực tuyến, thương mại điện tử được tải về và cài đặt được nhiều nhất. Trong đó là phải kể đến Facebook, Zalo và TikTok. Có đến 94,5% số người ở độ tuổi từ 16 đến 64 sử dụng một mạng xã hội trong một tháng. Việt Nam là quốc gia có nhiều người sử dụng Facebook đứng thứ 7 trên thế giới và với hơn 64 triệu người dùng. Mà sự bùng nổ của khoa học công nghệ, thiết bị di động kết nối
không dây, 3G, 4G, 5G đã góp phần không nhỏ cho việc gia tăng số lượng người dùng và thời gian sử dụng những tiện ích của cuộc cách mạng khoa học 4.0, mang lại như đẩy nhanh quá trình toàn cầu hóa, làm việc trực tuyến, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, giải quyết được nhiều vấn đề khi phải giãn cách xã hội vì dịch bệnh, tăng khả năng giao tiếp và tiếp cận thông tin, hiểu biết lẫn nhau qua Internet. Vâng, với lượng người sử dụng rất là đông đảo như vậy thì có thể nói rằng là mạng xã hội đã và đang có một môi trường phát triển rất là tốt ở nước ta, phải không ạ? Thế nhưng lại vẫn có những luận điệu cho rằng là Việt Nam đang hạn chế sử dụng mạng xã hội. Đồng chí có ý kiến như thế nào về quan điểm này? Các con số ở trên thì đã chứng minh một điều rằng Việt Nam là một trong những quốc gia rất coi trọng và tôn trọng dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền bày tỏ ý kiến riêng của công dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là mạng xã hội. Nhưng tự do ngôn luận ở đây không đồng nghĩa với cái việc thích nói gì thì nói, thích viết gì thì viết, mà tự do ngôn luận phải trong khuôn khổ, giới hạn, không làm ảnh hưởng đến các quyền và giá trị khác cũng như cũng được hiến pháp bảo vệ. Các giới hạn này được thể hiện ở các hành vi bị nghiêm cấm trong luật an ninh mạng và luật an toàn thông tin, nghị định số 72 năm 2013, nghị định số 167 năm 2013 của Chính phủ, Bộ luật hình sự năm 2015 và một số văn bản quy định khác. Tuy nhiên, như bạn thấy là với khả năng lan tỏa nhanh, khó truy vết, có thể tự do đăng tải thông tin mà không cần kiểm chứng, thì một số đối tượng đã lợi dụng việc này với lý do biểu đạt ý kiến tự do ngôn luận, nhưng thực chất lại là tán phát những thông tin sai lệch, không đúng sự thật. Có thể thấy rõ ví dụ như là thông tin xuyên tạc về tình hình bệnh dịch COVID-19 gây khó khăn cho quá trình cơ quan chức năng kiểm soát dịch bệnh. Thông tin xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, đăng tải thông tin để lừa đảo, trục lợi hoặc thậm chí là xâm phạm đến lợi ích của nhà nước. Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật, dù là truyền thông hay là trên mạng, đều bị xử lý theo các quy định của pháp luật. Thưa quý khán giả và các đồng chí, nói về mặt trái của mạng xã hội thì chúng ta không thể không nói tới việc một số người đang sử dụng những kênh YouTube để đưa lên những hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, chống phá nhà nước. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi với đồng chí Thượng tá Chu Đại Thông thì xin mời quý khán giả cùng các đồng chí theo dõi tổng hợp ngắn của phóng viên chúng tôi. Nhờ những tiện ích vô cùng to lớn mà mạng xã hội mang lại, đặc biệt là tính năng chia sẻ video, hiện nay trên các mạng xã hội đã xuất hiện hàng trăm kênh YouTube với nhiều nội dung phong phú, thu hút rất đông người theo dõi, chia sẻ, bình luận. Bên cạnh những kênh YouTube có nội dung tích cực, góp phần lan tỏa những thông điệp hay, những điều tốt đẹp cho xã hội, thì cũng không thiếu những kênh YouTube có nội dung nhảm nhí, dung tục, phản cảm, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của dân tộc, thậm chí là mang nội dung xấu độc, phản động, chống đối chế độ. Đã có không ít những vụ việc đau lòng xảy ra cũng bắt nguồn từ không gian mạng và những video nhảm nhí này. Như bị bắt nạt trên không gian mạng dẫn đến tự kỷ, tự tử ở tuổi học đường, học theo lối sống của giang hồ, lập hội nhóm đua xe, buôn bán hàng cấm, dẫn đến vi phạm pháp luật, vướng vòng lao lý. Gần đây, khi cả nước, đặc biệt là các vùng tâm dịch như Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh đang dồn sức để dập tắt đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, đồng thời giữ vững đà phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, thì trên không gian mạng lại xuất hiện những thông tin sai sự thật như thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giới nghiêm, hàng trăm ca F1 trốn khỏi nơi cách ly, vải thiều Bắc Giang rớt giá thê thảm. Có những vị blogger còn đưa lên những hình ảnh cắt ghép, phản cảm, gây ảnh hưởng không nhỏ tới công tác phòng chống dịch của các địa phương. Nguy hiểm hơn là lợi dụng tính năng mở và chia sẻ video của mạng xã hội, các phần tử cơ hội, phản động đang cấu kết với các thế lực thù địch bên ngoài, mở kênh YouTube rồi tự nhận là kênh truyền hình mạng để lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin và đưa lên đó không ít những tin tức, hình ảnh theo kiểu thật giả lẫn lộn, hòng xuyên tạc, bịa đặt, bôi đen xã hội, chống phá nhà nước, thực hiện mưu đồ diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến. Một đơn cử như thành phố Hồ Chí Minh và huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xử lý những cá nhân hoạt động tôn giáo nhưng vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, thì ngay lập tức chúng xuyên tạc rằng Việt Nam chống dịch kém nên phải cấm tôn giáo hoạt động, rồi vu cáo Việt Nam
không có tự do tôn giáo. Thời gian gần đây chúng ta thấy rằng là nó xuất hiện cái hiện tượng lợi dụng cái tính năng có thể truyền trực tiếp hình ảnh và âm thanh qua mạng xã hội. Nhiều người đã lợi dụng cái hiện tượng này, nhất là trên YouTube ấy, thì đã phát tán và đưa ra rất nhiều cái thông tin, những hiện tượng gây ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực đến xã hội. Nhiều người cho rằng đây là một cái dạng như kênh, một cái kênh truyền hình hoặc lúc danh cái kênh truyền hình, cái danh xưng này là mang tính lừa bịp hoặc thiếu hiểu biết. Chúng ta biết rằng một cái kênh truyền hình thì đầu tiên nó phải là được hoạt động có giấy phép trước sự quản lý của nhà nước, không chỉ ở Việt Nam, các quốc gia nào vậy, kể cả quy trình tư nhân thì cũng phải được cấp phép, anh có cấp phép hoạt động thì mới được hoạt động. Thứ hai là khi đã hoạt động anh phải có tôn chỉ mục đích của nó, anh phải có một nền tảng kỹ thuật đầy đủ, anh phải có một cái đội ngũ chuyên nghiệp chuyên môn, và anh phải tổ chức sản xuất chương trình cách rất bài bản, rất khoa học, rất chặt chẽ và đặc biệt phải đúng pháp luật. Anh không thể là bừa bãi, không được tùy tiện để muốn nói gì thì nói, muốn đưa gì thì đưa mà bất chấp hiệu quả của nó đối với xã hội. Và cái hiện tượng mà lợi dụng cái nền tảng và cái kỹ thuật và cũng như là cái thuật số trong đưa cái thông tin hình ảnh qua cái mạng xã hội, qua cái kênh YouTube này, trong thời gian qua nó đang lạm phát, nó đang bị đánh tráo khái niệm, nó tạo ra một hiện tượng tiêu cực. Qua clip trên thì đồng chí có bình luận gì và đồng chí có thể làm rõ hơn về những kênh YouTube vừa được đề cập đến trong phóng sự ạ? Vâng, đúng như trong clip vừa rồi thì có đề cập, hiện nay có rất nhiều tổ chức cá nhân tự lập ra các kênh trên YouTube và tự coi đó như là một cái kênh truyền hình. Nhiều kênh trong số này thì thường lợi dụng dân chủ, nhân quyền, những hạn chế bất cập trong xã hội để giật tít, câu view, tuyên truyền sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Thủ đoạn của các đối tượng thường là lấy dẫn chứng một bất cập nhỏ, không đại diện cho số đông, những nội dung không có thật, sử dụng những hình ảnh hoặc nội dung cắt ghép để xuyên tạc, chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi thấy có hai nguyên nhân chính dẫn đến việc này, đó là thứ nhất là đối tượng cố ý lợi dụng sự chú ý của người dân liên quan đến tình hình dịch bệnh để đăng tải thông tin sai sự thật nhằm giật tít, câu view, thu hút người xem tương tác với tài khoản để gây hoang mang trong nhân dân hoặc trục lợi trong lúc bán hàng, hoặc là do hiệu ứng hào quang muốn được nhiều người chú ý đến. Cái nguyên nhân thứ hai đó là do nhận thức yếu kém đối với thông tin trên mạng, tự do đăng tải, chia sẻ những thông tin khi mà không có kiểm chứng. Nói tới mặt trái của mạng xã hội thì không thể không kể đến những tổ chức phản động, những kẻ cơ hội chính trị đã lợi dụng mạng xã hội để đưa ra những thông tin thất thiệt, những nội dung sai trái nhằm chống phá nhà nước, chống phá chế độ. Vậy thì đồng chí có bình luận gì về điều này và chúng ta đã có những giải pháp nào để có thể ngăn chặn điều đó? Tôi muốn nhấn mạnh là các tổ chức phản động, những kẻ cơ hội chính trị thì chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu chống phá chế độ nhà nước Việt Nam. Trong thời kỳ phát triển công nghệ thông tin, mạng xã hội như hiện nay thì các loại đối tượng này luôn triệt để lợi dụng để tuyên truyền thông tin thất thiệt, nội dung sai sự thật một cách trơ trẽn nhằm hạ uy tín của Đảng, nhà nước ta. Để xử lý vấn đề này thì Bộ Công an cũng đã tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội ban hành các văn bản quy định pháp luật để quản lý, bảo đảm quyền tự do ngôn luận của người dân, đồng thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Điển hình là ban hành cái luật an ninh mạng, tăng cường hợp tác quốc tế với các quốc gia, công an các nước, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới để nâng cao hiệu quả đấu tranh với các tổ chức phản động, cơ hội chính trị nhằm phản bác, vạch trần thủ đoạn của các đối tượng trên các phương tiện thông tin đại chúng, xử lý theo quy định của pháp luật các đối tượng cố ý vi phạm để răn đe, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để người dân có thể tự phân biệt, bảo vệ mình trước các thông tin sai trái, thông tin thất thiệt của các đối tượng. Vâng, xin được cảm ơn đồng chí về cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
Thưa quý khán giả và các đồng chí, với những tiện ích vô cùng to lớn, mạng xã hội đang ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội ở nước ta nói riêng và trên thế giới nói chung. Vì vậy, việc phát huy những mặt tích cực, ngăn ngừa những thông tin xấu độc trên mạng xã hội đối với cộng đồng, đối với đất nước là điều hết sức quan trọng. Và để thực hiện được điều này, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, thì trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội cũng cần phải được đề cao để không bị cuốn vào những thông tin xấu độc, nhảm nhí, vô bổ, thậm chí là tiêu cực trên không gian nào, nhưng lại rất là thật này, có phải không ạ? Chương trình ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn và xin kính chào tạm biệt quý khán giả cùng các đồng chí.